không gian nó sẽ còn. Xin chào các bạn khách hàng yêu quý của thẩm mỹ Dr. D. Hiện nay thì tôi đang di chuyển đến phòng full theo của thẩm mỹ Dr. D ạ. Vâng, tại thẩm mỹ Dr. D thì ngoài phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị da công nghệ cao thì full theo thẩm mỹ cũng được rất là nhiều khách hàng lựa chọn đấy ạ. Vâng, phun theo mày, phun theo mí, phun màu môi đều là những dịch vụ rất hot tại thẩm mỹ Dr. D thời gian vừa qua. Và ngay sau đây thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một khách hàng của chúng tôi. Chị vừa tiến hành là phun lông mày và chỉnh dáng lông mày. Vâng, và trước tiên thì tôi sẽ cho các bạn xem hình ảnh của khách hàng trước nhé. Đây là hình ảnh của khách hàng đây. Đây chính là lông mày của khách hàng mà trước khi mà chị tiến hành là phun thêu lại và chỉnh lại dáng lông mày. Thì các bạn có thể nhìn thấy là phần đầu lông mày này. Đây, tôi quay gần lại một chút nhé. Phần đầu lông mày thì là rất nhạt và loang màu này. Lông mày của khách hàng đã chuyển sang màu xanh rồi. Đây là do góc chụp và ánh sáng thì là chúng ta không nhìn rõ. Nhưng mà ở bên ngoài là màu phun đã chuyển sang màu xanh. Và dáng lông mày thì tương đối là nhỏ so với cả khuôn mặt của khách hàng. Và chính vì vậy là sau khi tư vấn thì khách hàng của chúng tôi đã quyết định là sẽ phun lông mày và chỉnh lại dáng lông mày. Bây giờ thì tôi sẽ đưa các bạn đi gặp khách hàng của chúng tôi ngay sau đây nhé. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, chào chị. Vâng, xin chào chị. Chị có thể giới thiệu một chút là mình tên gì với cả mình đến từ đâu không chị? Em tên là Hương ở Vân Hà, đến từ Đông Anh ạ. Vâng ạ. Hôm nay là chị đến thẩm mỹ Dr. D là để mình thực hiện dịch vụ là phun thêu lông mày đúng không chị? Vâng ạ. Vâng. Thì mình đến đây là mình tự tìm hiểu ở trên Facebook, website của thẩm mỹ Dr. D hay là có bạn hay có người thân gì giới thiệu ạ chị? Có chị hàng xóm chị làm về rồi thì là chị giới thiệu sang đây, và hôm nay là bốn cô cháu sang đây làm. À vâng. Thế là hôm nay là cả nhà cùng đưa nhau đến thẩm mỹ Dr. D để làm đẹp đúng không ạ? Sang. Vâng. Thế à vâng, thì vừa rồi là chị đã được bạn chuyên viên tư vấn, thì chị thấy cái lúc mà bạn ấy tư vấn cho chị trước làm thì có chu đáo cẩn thận không chị? Dạ, nhân viên rất là chu đáo cẩn thận. Vâng, bạn ấy tư vấn cũng dễ hiểu đúng không chị? Vâng, dễ hiểu. Vâng. Bạn ấy, chị có yêu cầu bạn ấy cho xem một số cái hình dáng lông mày trước không? Không, em chỉ yêu cầu chị vẽ lại cho em và em nhìn gương để ưng em làm. À, có nghĩa là bạn ấy sẽ vẽ phác thảo cho chị cái dáng lông mày đúng không? Vâng. Cái dáng lông mày mà sau đó thì bạn ấy sẽ phun. Vâng. Mình ưng thì làm, mình sẽ làm. Vâng. Thì trong cái quá trình mà bạn ấy phun lông mày cho mình ấy thì chị có cảm thấy đau hay là khó chịu gì không chị? Nói chung là không đau lắm, gần như là chịu đựng được. Nó chỉ hơi dạng cắn một chút bởi vì là mình đã bôi tê rồi, mình vâng, ủ tê trước. Nói chung là gây tê rồi cũng không đau lắm. Vâng. Nói chung là nếu mà khách hàng nào của thẩm mỹ Dr. D mà mình có nhu cầu mình phun lông mày thì các bạn cứ triển khai thôi nhá. Các bạn cứ mạnh dạn lên bởi vì nó chỉ hơi cắn một chút thôi và mình vẫn trong khả năng mình chịu được, chứ không phải là nghe mọi người nói là đau hay là gì đấy đâu. Không có chuyện đấy đâu nhá. Nên các bạn hoàn toàn hãy yên tâm vì điều đấy. Vâng. Và đây. Xin chào. Tôi sẽ quay gần thêm một chút nhá để cho các bạn nhìn rõ cái dáng lông mày của khách hàng này. Khách hàng vừa mới phun xong được khoảng 3 phút. 3 phút thôi. Đây, dáng lông mày lên rất đẹp luôn. Rất là hài hòa với cả khuôn mặt của khách hàng. Nó to hơn cái dáng lông mày cũ của khách hàng. Và bây giờ là chị đã cảm thấy ưng với cả cái dáng lông mày mới chưa chị? Dạ, em cảm thấy là ưng rồi. Nó cũng to hơn với cả nó cũng có độ cong khá là mềm mại. Đến lúc bong ra thì nhìn nó sẽ rất là tự nhiên. Nói chung là em hài lòng. Và chị có sẵn sàng là sẽ giới thiệu thêm bạn bè hay là người thân đến thẩm mỹ Dr. D để mình thực hiện các dịch vụ làm đẹp ở đây không? Dạ em có, nếu như có bạn bè nào cần thì em sẽ giới thiệu sang. Vâng. Tại thẩm mỹ Dr. D có chương trình chào đón Giáng sinh. Tất cả khách hàng đến thăm khám, tư vấn và chưa cần là thực hiện dịch vụ nhá, đều sẽ có một cơ hội đấy là bốc thăm trúng thưởng. Chúng tôi có rất là nhiều giải thưởng này. 10 giải thưởng cắt mí, nâng mũi, phun thêu trị giá là rất là cao. Và các bạn thực hiện phẫu thuật như vậy là không mất tiền nhá, hoàn toàn free, hoàn toàn miễn phí luôn. Và nhận được những bốc thăm trúng những cái voucher làm da trị giá là 200.000. Thì không biết là vừa rồi thì chị có tham gia mình bốc thăm không chị nhỉ? Dạ vừa rồi em có bốc thăm và trúng vé 12 triệu là cắt mí. À thế trúng ạ. Giải thưởng. À vâng. Nhưng em không cắt lại nhường cho chị gái. À thế ạ, vâng. Vâng rồi ạ.
À, các bạn ơi, nếu mà mình có nhu cầu là mình đến thẩm mỹ Dr. D để phun thêu hay là mình có nhu cầu làm đẹp nhá, thì các bạn vui lòng inbox vào fanpage của bác sĩ Điền hoặc gọi số hotline 0915816869 thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn một cách cụ thể, chi tiết nhất và hoàn toàn miễn phí nhá. Vâng, bây giờ xin chào và cảm ơn khách hàng của chúng tôi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những livestream tiếp theo nhá.